Đây là sản phẩm Horus đặc trị sâu cuốn lá, hãy sử dụng cho ruộng nhà mình đi người anh em. Sản phẩm Horus với hoạt chất sinh học, tiếp xúc trực tiếp, lưu dẫn mạnh, mang lại hiệu quả tức thời. Horus ngoài dạng gói 20g, nay còn có dạng chai 240ml, giúp cho bà con nông dân dễ dàng phun xịt, đặc trị sâu cuốn lá hại lúa, giúp cho cây lúa phát triển khỏe mạnh, tạo tiền đề đem đến những vụ mùa bội thu. Lúa tôi thời điểm 25 ngày tối ra thăm đồng thấy lúa có bướm gộ nên tôi phun Horus vào thời điểm này để ngăn ngừa sâu cuốn lá. Tôi ra thăm không có sâu cuốn lá, tôi thấy thuốc này rất hiệu quả, đạt rất an tâm. Horus đặc trị sâu cuốn lá, nhện dễ hại lúa.